hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tương mai rêu mờ. 30 năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời xa mái trường phổ thông trung học mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng. Rồi cuộc sống công việc hối hả theo nhịp thở thời gian, mỗi người một hoàn cảnh công việc khác nhau, song trong tâm trí mỗi người đều vẫn nhớ những kỷ niệm về một thủ học trò ngây ngô vụng dại nhưng đầy ước mơ và hoài bão lớn. Ở thời điểm những năm 1991-1994, đất nước mới chuyển mình vào thời kỳ đầu của đổi mới nên cả xã hội còn nghèo nàn lạc hậu. Ngôi trường cấp 3 Lý Tự Trọng vẫn chỉ là những dãy nhà cấp 4, mái ngói đơn sơ, bao quanh bởi những cánh đồng lúa, cánh đồng màu xanh mướt của xã Nam Hoa. Thầy cô, học sinh đến trường đều là xe đạp, hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe máy của thầy giáo. Những con đường thường ngày chúng tôi đi học chỉ là những đường dải đá cấp phối đầy ổ gà, ổ voi, ổ ngựa, thậm chí là những con đường đất. Khó khăn là thế, nhưng dù xa tận Nam Mỹ, Nam Vân, Nam Điền hay Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Long, học trò chúng tôi vẫn cẩn mẫn dậy từ sáng sớm tinh mơ, tụ tập cùng nhau ở một điểm đầu làng, rồi đạp xe cả chục cây số để đến trường. Thậm chí có các bạn ở xa hơn thì lại chọn phương án ở trọ ở các hộ dân ở Nam Hoa hoặc Nam Hồng. Những ngày cận thi, nhà trường có kế hoạch ôn tập vào buổi chiều, thì bữa trưa của chúng tôi thường là cơm nắm muối vừng mang từ nhà đi từ buổi sớm. Hôm nào sang hơn thì lũ học sinh chúng tôi lang thang ăn mì tôm, bún sườn ngoài quán để cho kịp lớp học vào buổi chiều. Nghèo, đơn sơ nhưng vui vẻ. Ngày buổi sáng mùa thu, khi những sợi nắng vàng còn sót lại của mùa hè đang mải mê mắc trên những tán lá bảng xanh, những tân binh lớp 10 còn vỡ ngỡ khép mình trong tà áo mới, ngó nghiêng sợ sệt đến buồn cười. Thế rồi bỡ ngỡ cũng qua đi, chúng tôi nhanh chóng hòa đồng bên những người bạn mới và cả những trò nghịch ngợm. Chúng tôi cũng nhớ lắm những lúc sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua trong học tập. Rồi từ đó, không ít những tình yêu đã chớm nở, những rung động đầu đời, những cảm xúc ngây ngô vụng dại của tuổi mộng mơ. Tình yêu một thời cắt sách bằng những tờ giấy vứt vội quẳng trong ngăn bàn hay trêu nhau giận dỗi đến phát khóc. Vậy mà cũng đã hơn 30 năm chúng tôi mới có ngày gặp lại, thổn thức mong chờ và vội vã đâu đó trên mỗi khuôn mặt thân quen. Nhiều mái đầu đã điểm bạc, nếp nhăn đã được định hình trên từng khóe mắt, khuôn mặt. Những đôi bàn tay siết chặt, tay ôm ghì chi kỷ thật lâu và những câu chuyện không bao giờ cũ của một thời xa vắng. Ngôi trường ấy là cả một miền ký ức vui buồn, là nơi mà chúng tôi được gặp những người thầy giáo, cô giáo mẫu mực đã trang bị cho chúng tôi hành trang tri thức bước vào đời. Kỷ niệm như ùa về của từng lớp và cả khối. Này là lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E, lớp G, lớp H, lớp Y. Này là thầy Minh hiệu trưởng to cao vạm vỡ, tiếng nói sang sảng. Này là thầy Thoại hiền từ nhẹ nhàng. Này là cô Hồng dạy văn với giọng nói truyền cảm vô bờ. Cô Nhạn dạy lý, cô Nhã dạy toán mà vóc dáng xinh tươi như người mẫu. Này là thầy Túc nhỏ con nhưng vô cùng nghiêm khắc. Vợ chồng thầy Tiên, cô Huyền đi đâu cũng có cặp có đôi. Dù tính cách có khác nhau nhưng các thầy cô đều là những người cẩn mẫn, như những người cha người mẹ đầy trách nhiệm, ân cần dạy dỗ kiến thức hành trang để chúng tôi tự tin bước trên con đường đời ngày hôm nay. 30 năm rời xa mái trường có tuổi đời 65 năm, rời xa các thầy cô và bạn bè. Một chặng đường với biết bao gian nan vất vả, nhưng những người chở đò thầm lặng đã đưa lớp lớp các thế hệ học sinh đến bến bờ vinh quang của tri thức. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, nhưng những kỷ niệm về một thời hoa đỏ sẽ là hành trang để chúng tôi tiếp tục bước tiếp đến tương lai phía trước. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm hội khóa với chủ đề Trở về thanh xuân, ban tổ chức chúng tôi đã cật lực ngày đêm làm việc online rồi lại offline bản kế hoạch. Trước tiên, ban tổ chức chúng tôi trở về trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng làm việc với lãnh đạo trường, xin được tổ chức hội khóa tại trường, thắp hương dâng hoa tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng, rồi lập danh sách thầy cô đã dạy chúng tôi trong thời gian đó. Thật không may, trong số thầy cô thì nhiều thầy cô đã về với thế giới người hiền vì tuổi cao sức yếu hay bệnh trọng. Để tri ân thầy cô đã mất,
chúng tôi chia nhau tỏa đi muôn nơi, đến tận nhà thầy cô, xin phép gia đình người thân để thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến thầy cô, báo cáo thầy cô về sự kiện hội khóa. Trong số thầy cô đã mất, có thầy dạy toán ở Nam Hoa, thầy Uy, thầy Sơn dạy kỹ thuật ở Nam Hồng, thầy Hậu dạy văn ở Nam Quan, thầy Kiên dạy toán, cô Lục dạy hóa ở Nam Cường, thầy Phúng dạy văn, thầy Thắng dạy thể dục, thầy Huấn dạy lý, cô Liên dạy địa. Chúng tôi đã trò chuyện với thân nhân thầy cô và ai cũng đều rưng rưng nơi khóe mắt. Thầy cô ơi, chúng em đều về muộn mất rồi, xin hãy tha thứ cho chúng em, thầy cô nhé. Rồi ngày hội khóa đã đến gần, chúng tôi hối hả phân công nhau đến tận nhà thầy cô, bất kể ở đâu xa gần, Nam Định, Hà Nội hay Sài Gòn. Chúng tôi đều muốn đến tận nơi gặp thầy cô, hàn huyên đôi điều, tìm hiểu cuộc sống hiện tại, rồi hai tay trang trọng kính mời tấm thiếp mời trang trọng, mời thầy cô về hội khóa chung vui với chúng em. Và tại hội khóa, chúng em cũng chỉ mong muốn với tấm lòng thành kính, xin được tri ân tới toàn thể thầy cô. Người thầy không chỉ dạy dỗ về tri thức mà dạy chúng em về nhân cách làm người. Thật vinh dự và tự hào cho chúng tôi khi hầu hết các thầy cô giáo đã vui vẻ nhận lời về chung vui với hội khóa. Bao giờ cho đến tháng 10, như tên một bộ phim nổi tiếng mà chúng tôi đang háo hức đợi chờ ngày ra mắt. Rồi đây, đúng ngày 13 tháng 10 năm 2024, chúng tôi sẽ hội ngộ và tri ân. Xin cảm ơn thầy cô, xin cảm ơn bè bạn với những tình cảm ấm áp. Xin hẹn gặp lại những mùa hội sau. Trao hứng hờ vì vút sau rặng tre.
ngày xưa có cánh cò bay là đà chập chờn theo đầm nuôi. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa trên về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng.